Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em ghé thăm chùa Hàng Pháp Trung ương, nơi thầy Thích Tâm Phúc tu tập, xem tình hình Tết nhất của thầy như thế nào nha cả nhà ơi. Mới sáng ăn gì vậy thầy? Ăn sáng nhãn. Mới sáng chưa ăn sáng mà ăn nhãn. Thì không tìm mua đồ ăn. Nay chùa ra không khí Tết rồi ta. Bán trí rồi nè, đó giờ không xưng rồi. Thấy rồi, bật đèn lên nè. Giờ trang trí nè, mai đào cũng tới, thấy không, rực rỡ chưa? Chùa trang trí đẹp mà không có tiền cũng như không. Đúng vậy á, thấy mắc ghét. Những ai mà Tết rồi không cho thầy tiền, không lì xì gì chứ, lì xì cho thầy vài trăm tỷ coi. Gọi là 200 tỷ đô la âm phủ hả? Nữa, mày Tết nhất bởi vậy mày nói câu nào cũng thiệt. Không ai hơn hết á. Đấy, tốt nhất là lấy cái mấy cái hũ ve chai đó là bán. Ve chai bán được nhiêu tiền, mua được gì? Một kho ve chai luôn quý vị. Đó để dành để cho mấy đệ tử bán tiền. Mới sáng ngồi cái tướng phách lối không á. Rầu rĩ chứ không lỗi gì, bởi vì mà nói câu không búa. Ở nhà thật chữ ở đó, cái bông ta mình đi xà cái đít vô chùi gãi nhìn bông ta. Bông giả mà đâu bông giả, nó mới bền, giả mới lâu, không thấy bông giả xài mấy tháng cũng vẫn còn tươi tốt. Bông giả như thầy tu giả vậy đó. Thì ai nói gì giả chứ có gì thật, họ chấp vào thật thì họ chết. Bông ơi bông, bông sao bông đẹp thế. Nè, phát lộc phát tài vàng nữa ha. Rồi Tết hôm nay thầy có dự định gì không thầy? Thì dự định làm sao ước mơ có tiền ăn học. Năm Tết năm mới kiếm chiếc xe con chạy mà kiếm miệng dài trăm tỷ đang đi du học. Du học hả? Biết tiếng Anh không mà để du học? Thì dốt mới đi học. Cái còn dốt đi học chi, ở nhà người ta ở chùa tu cho rồi. Thì giờ muốn độ cho chúng sanh, muốn có tài, có đức, vẹn toàn. Thì giờ mình sư phải cống hiến cuộc đời, lo ăn học là chính, và lo xây chùa là chính. Và kế tiếp là gì? Mình phải gì? Tuổi trẻ là tuổi vui vẻ, hạnh phúc. Vừa ăn, vừa chơi, vừa học, vừa làm việc, vừa tu, vừa... Nói tóm gọn cái gì cũng vừa. Và hết ga, chơi hết mình, quất hết ga, chơi lúc cán. Nói gì vậy trời, nó bại nữa rồi đó. Bậy gì bậy, tự nhiên nghĩ bậy. Lúc cán là gì, ta chơi hết mình á. Thì ta chơi đến nơi chốn. Ủa còn... thầy chùa là tu tập chứ ở đó mình chơi, ăn chơi gì đây? Tào lao. Vậy sao mày tới hoài vậy? Chùa làm như chỗ của chú mày ăn chơi, mày tới hoài vậy? Tới làm gì niềm vui cho thầy, cứ làm thầy tới đâu, thăm chùa. Cứ rồi đi bán dây chai, lụm bịch. Cuộc đời sao mà cuộc đời khổ, biết chừng nào được sung sướng an lạc an nhàn đấy. Thầy không có làm mọi người tới cúng dường như thầy, có tiền là xài mà thầy không sướng ai sướng. Thì rồi vậy mà không ai theo tôi tu hết trời. Hãy như mấy đứa theo thầy suốt đời, giờ nè vận động cho giữ mốt về nào, giờ trong công của tôi vận động xây dựng chùa và công của tôi tiền biết bao nhiêu, giờ phải nuôi tôi. Đó, thì giờ đòi hỏi thầy phải nuôi mình ở chùa luôn. Tại thầy có sở thích mê trai nên ai dám ở thầy hấp diêm sao? Trời ơi, ăn mày mẹ mày không cho ai đợi, họ không cho đụng ai mà đụng. Bây giờ tu hành rồi nó diệt dục, chơi mà mày không lẽ mày chơi dục, rồi mày xúc dục, rồi mày ôm dục, rồi mày cắn dục, rồi nuốt dục, rồi mày liếm dục, rồi mày hướng dẫn dục. Nó tóm gọn tu là diệt dục, là không nói về tới quan hệ. Là sao? Không hiểu. Thì mình không có được tu là không được liên ái, yêu đương và sự gì giống như thầy Cúc Trang. Và mình yêu thương mà yêu bằng yêu tình người. Cũng yêu nam, yêu nữ, yêu già, yêu trẻ. Nhưng mình yêu bằng tình cảm là thầy trò, yêu mình người và người. Mình thương người hơn súc vật. Và súc vật thì đã là thức ăn cho con người, nên là yêu loài người hơn loài vật. Để có yêu bình định không? Trời ơi, tao không yêu mày, tao quýnh mày chạy em kịp, mày xúc quần rồi, mày tới đây làm gì?
không yêu sao tao gọi để tao nói chuyện. Vậy là yêu à, yêu hay là thương hay là mến nó khác nhau thôi. Thương thôi, thương như là đệ tử ruột thôi, là người thân trong gia đình thôi chứ sao. Thương như đệ tử ruột hả? Sư phụ cho con tiền sư phụ. Đi làm nè, giờ sư phụ nói con nghe, ba con đi làm biết bao nhiêu năm nay mà sao con không có dư giả, không có cho sư phụ được vài ba chục ngàn đô gì chứ. Đi thầy làm nữa, nghe nói tiền đô tiền Mỹ không rồi gì phát quà. Đi xuống là thầy Trường Tứ nè, ở Trường Tứ còn hổm đi du lịch thầy tổ chức cái tour đi bốn nước không à, có hai Phật tử ổng hứa tới nay hà ba bốn năm rồi chưa gửi cho thầy cách nào đi hai vé. Rồi thêm nữa ổng cũng là hổm bài bổ nhiệm lên là phó chủ tịch, rồi tới nay ổng cũng chưa đóng góp cho thầy gì hết trơn, rồi ổng cũng không có lên thăm thầy gì hết trơn, thầy hâm xuống ổng hoài mà do nó tóm gọn là phức tạp thầy không đi được. Rồi ổng cũng không lên phát quà cho chùa mình, vận động cho ổng phát quà nào, ví dụ năm hai kỳ hay ba kỳ, hai kỳ thôi cũng được phát quà, anh áp thấp nhất năm một lần cũng được. Thời Trường Tứ ổng chuyên đi phát quà, chuyên đi làm từ thiện mà. Đúng rồi, mỗi lần ổng cũng phát bên mình lần rồi nè, phát đến chùa mình hả? Rồi phát lên xã trăm phần nữa. Rồi thầy chùa Kỳ Quang con cũng cho tiền nấu nướng đồ quá trời luôn nha, quỷ giấy chùa giàu chùa ngon không, còn thầy đây hiu quạnh. Thầy biết trung tâm nhân đạo Làng Tre ở Đồng Nai không con? Ở đây đó biết, một lần thầy cũng phát quà đó luôn rồi, ngay cả nước này không có tỉnh nào mà thầy chưa đi, Bình Định của thầy đi 5-6 lần luôn, thầy phát quá trời luôn. Dạ đây chùa nào nó tóm gọn phát là quỹ ban xã là chính, còn chùa thì ít. Năm nay thầy có định làm từ thiện không? Hiện giờ làm từ thiện mỗi ngày chùa nè, từ thiện cà phê trà đá đá chanh trà tát bánh mì bún riêu, chưa có người nấu và chưa có đệ tử. Có thì bắt đầu mình từng thứ bảy chủ nhật trước, khi mà có người ủng hộ với thầy cùng góp sức với thầy, người ví dụ thầy chỉ là tháng có 30 ngày thì mỗi người một ngày là bỏ kinh phí ra cùng với thầy, thầy kêu mặt bằng của thầy là miễn phí rồi, thì mình để cho người nghèo ngày bánh mì cũng vậy, từng một ngày tìm 30 người ngày là 100 ngàn là 50 bánh mì phải không, thì mình làm sao mà duy trì tháng có 30 ngày. Rồi bún riêu cũng vậy, hoặc cơm tùy theo cái tâm ai đó, mình phát từ thiện mình cho gạo cho mì tôm cho giàu ăn với ai cho mấy đâu, mình nuôi sao nuôi cả đời, rồi cho họ ăn xong lần là mãi nuôi họ mãi mỗi ngày mới quan trọng. Còn cái chuyện mình cho gạo cho có 10 ký thì năm sau mới cho nữa, thì rồi, cho mỗi người 5 ký cho lần 10 ký. Trong kho thầy em thấy gạo quá trời đi, cho bớt đi thầy để gạo, móc ăn á. Ta thích ăn gạo để lâu. Móc không à? Móc nó mà nở mới ngon. Mày nhiều chuyện quá. Rồi không có mày những tháng mày không cho lấy vàng, ta phải dự trữ. Ta ăn nhín. Chừng nào hết gạo, alo Bình Định mình đem lên cho mày. Tôi cho anh ta không à, đừng ai cho gạo. Nó mệt nó tốt quá. Tốt sao không tốt? Thôi cho bữa gạo. Bữa ta nếp ăn hết chưa? Ta để dành đó, từ từ ăn. Thôi ông nói vậy thôi, ông không ăn đâu quý vị ơi. Sống ăn, mày làm như ngừ, làm như xúc vật còn ăn luôn ngừ. Bởi vậy mày cho cái miệng nói cho anh ta ăn chuyện ta, mày vô duyên không? Bởi vì nhiều chuyện sợ, soi bói chuyện đầu tư, chuyện người khác. Vô duyên là... ăn, không ăn chuyện ta. Nếu ta cho con đi, ta không ăn chuyện con, tự nhiên giờ cũng nói. Xía cái mọi. Vô duyên là vô cùng duyên dáng đó, sư phụ. Cái miệng ra thấy ghét không? Sư phụ con nói thiệt này, sư phụ cho con ít tiền sư phụ. Con cho sư phụ nợ nần kìa. Nợ nần. Tại vì bữa hôm qua em thấy ai cho tiền thầy tụi nó đăng lên mà. Tào lao, không có khi nào nó cho ai. Nó nói tiền khủng mà. Nó tào lao nhỏ đó, thầy nói đừng gặp mặt thầy, thầy ghét. Mà nó không có, nay 2 năm nay chưa cho thầy được 100 ngàn cũng chưa có, 50 cũng chưa có. Chứ đừng nói mà hô tiền, không có nước nào mà cũng không có Phật tử nào mà người của nó vận động cho thầy được 500-600 cũng không có luôn. Toàn là giống như tụi con quay ấy, ghép qua ghép lại lấy con này lấy con kia đưa lên chứ có khỉ. Có sao thầy chê. Mình làm mình quay thầy cả 2 năm trời mà không thấy được cách nào. Nè thầy nói trên 10 kênh nó không chưa cho thầy, 2 năm nay chưa cắt cho nè, ai biết không? Ai? Titi Food gì nè, cũng có nè, mở cái gì báo khùng, báo điên gì đó, cũng không có báo yêu thương gì đó.
rồi rồi Khượng Quy cũng chưa có nè, rồi nó tóm gọn mười mấy kênh, chỉ có hai kênh ba hai kênh là có, như là Bình Định Vũ Yêu là có nè, cái gì Nam mà năm ngoái có, nhìn năm nay nghe em re Nam cái gì Nam gì đó Nhật Nam, Nhật Nam có được miếng nè, rồi mười khó có nè, rồi rồi hết, không con nào còn thằng quỷ gì, quỷ Bao Phương có một lần á, là ở dưới đi hội chợ triển lãm mà gặp cái chú cái Phật tử đó là định linh cúng thầy mà không cúng, nên gửi cho thầy lúc đó là ta nói tính cúng 40 triệu, nhưng mà thầy nói cúng nhiều cũng được, đưa nó có người thì điện 40 triệu, có người thì nói gửi cho thầy 18 triệu rưỡi, thế nó lấy hết đưa thầy có 15 triệu còn 18, nhưng mà đó ta gửi tôi cúng giường, thầy mua cái gì mua chứ không phải mua ghế mua bàn mua gì, nhưng mà anh đem lên đưa cho thầy cũng vớt hết đó. Vì 15 hết 3 triệu rưỡi. Đồng Phật tử người ý thầy nói không có người cũng người họ gặp thầy họ cho thôi chứ không phải của nó. Mà anh cái gì xe của thầy cũng không ta tặng thầy mua chứ ai tặng, rồi không nó mua nữa. Nên nó lừa cái hàng Bao Phương cũng nó hàng đó. Chỉ là cái xe đạp xe máy của thầy mua hả? Đâu có đâu, xưa mua lâu rồi của sư cô lâu rồi. Hôm bữa qua Noel bánh kẹo ăn hết chưa thầy? Cái bánh đâu có ai chơi bạn, bữa sô cô la đó trời ơi, ăn chút hả, ăn như giữa trời sống để ăn hay sao, hay là ăn để sống biết nữa, thì ăn từ từ cũng phải tiết kiệm chứ, sống ngày này qua ngày kia ai cho mình phải ăn miếng, trời ơi tôi có thấy anh tiết kiệm gì đâu, anh sắm sửa quá trời đồ chậu để đài đường phung phí quá, cứ chứ tết nhất mày mày nói chuyện tàu lao mày ơi. Ừ, mày không sửa sạn bởi vậy người mày có tiền như mày bo mày giữ mày ăn mày nuốt, còn chùa người ta có nhiều phải xây dựng sửa chữa trang trí, ở tết làm sao phải ăn tết từ 3 tỷ 5 tỷ đó, cái tiền bông hoa còn cái tiền lì xì đó vài tỷ nữa, còn mình nghèo mình có vài chục triệu vài trăm triệu mà mình không sửa sang tết rồi ai ta đến một chút đó đến là thấy cái chùa coi có trang trí gì đẹp không, chùa có sửa chữa gì được chưa, còn tao sửa tao sắm sửa mày không mua cả đống, nói chuyện gì mà nói được rồi cái mày thì liệu cơm gấp mắm có nhiều sửa nhiều có nhiều ít tự nhiên đi sửa đi sắm sửa đã đời rồi nợ tùm lum tà la con nợ tới thì có Bình Định lo, trời ơi Bình Định đâu phải kho bạc đâu, anh đi làm chay gọi kiếm tiền về nuôi sư phụ ô Phật, trời ơi anh nói vậy được lành, đang ở chùa thì ở chùa mới nói sự thật, trời ơi ăn no tới ngồi lên nó còn đứa nữa, tôi làm đi chứ có tiền cho sư phụ chứ làm gì có tiền, thì giờ mày làm không rài giờ không lẽ mày quy hoạch không được như tiền tào lao, nó chuyện quá tào lao luôn, chứ đệ tử thầy nó yêu vậy giờ không biết làm gì ra tiền, chỉ làm chơi gọi có tiền, ai gọi tôi đâu có, tôi đây alo anh Phúc được hả, em gọi anh nè, trai gọi nè 5.000 đô một giờ đi không? Nè, làm cây mai cắt, lấy kéo cắt sao cắt, mai không cắt, cắt cái tay luôn làm lại máu quá trời đáng đời bởi đó ha ác không? Ác, quá ác luôn, cứ ác, cứ nói chuyện ác không? Người tốt thì tìm không ra, mà người xấu cứ nhào tới phải chùa, là bởi vậy số tôi sao nghèo khổ, gặp tàn là mạt từ đường với thằng ăn nói trên trời dưới đất, nói lúc nói trên mây, lúc nói dưới lòng đất, lúc nói dưới đại dương, lúc nói trên gió gì, gió khoảng mây ba, bởi đời mình khổ hơn khi nào được nhẹ nhàng khi nào thầy thầy xuống đất á thầy, khi nào mình được mọi người lo cho mình cuộc sống ăn no, khi nào đệ tử đến về mình tu chăn chánh không sư phụ cũng tu hơn sư phụ, ta nói cái đó mới hay, chứ tịnh như tối ngày hơn khô ba chị, lời nói hơn khô cái này chứ giờ thầy nói cần cái sự gì tu cao, tu hơn sư phụ mới gọi